Xin chào các khán giả đam mê đồng hồ. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và được xếp vào danh sách những sản phẩm có điểm cộng thiết kế cao nhất trong bộ sưu tập vừa qua của thương hiệu Lobini. Đây là sản phẩm với mã hiệu là Rep L11810B3625. Về kích cỡ, đồng hồ sở hữu một vẻ ngoài khá to bản với đường kính 42mm và độ dày 12mm. Tuy nhiên, sự to bản này lại đến từ cảm giác về những con số nhiều hơn vì khi trên tay, sự thanh thoát và khá tinh tế từ các chi tiết làm cho mặt số gọn gàng. Cho nên, nó tạo cho chúng ta một cảm giác vừa vặn và ngay khi cổ tay của bạn chỉ sở hữu là khoảng 15-16cm gì đó thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể trên tay và trải nghiệm sản phẩm này một cách hoàn toàn là thoải mái. Về bố cục mặt số, tôi sẽ lý giải tại sao đây là mẫu thiết kế được đánh giá cực cao. Lý do đơn giản duy nhất thôi, bởi vì đây là sản phẩm sở hữu tính năng Super Moon Face. Nghe khá lạ tai đúng không nào? Tính năng đo tuần trăng thì xuất hiện khá nhiều trên những chiếc đồng hồ cao cấp rồi, nhưng mà nó chỉ thường nằm khiêm tốn ở một góc 6 giờ mà thôi. Và đã bẻ ngược định nghĩa quen thuộc ấy thì Lobini tạo nên một khoảng trời rộng lớn hơn cho mặt trăng và những vì sao của mình. Toàn bộ diện tích vòng tròn trung tâm được thiết kế để mặt trăng di chuyển cùng với những vì sao lấp lánh, khắc đúc với phong cách bay màu, tạo nên một sự quyến rũ ở ngay trung tâm mặt số đồng hồ. Và quan trọng đó là sự dịch chuyển. Vẻ đẹp ở đây không nhàm chán và bất động, trái lại, nó luôn chuyển động và tạo ra một sự hấp dẫn thay đổi theo từng ngày. Đây vừa là một ý tưởng lớn, vừa là một phát kiến độc đáo đến từ thương hiệu Lobini. Ngoài ra, điểm cộng tiếp theo đến từ màu sắc, vàng hồng và trắng, hai tông màu sáng và sang được phối hợp với nhau. Tất nhiên thì đây là lựa chọn khôn ngoan khi tạo ra cho đồng hồ một cảm giác rất là sang trọng, quý phái và không thể hợp hơn với một chiếc dress watch hướng tới cổ tay của những người đàn ông công sở thành đạt và trưởng thành. Sự ăn nhập này được gia tăng hơn với màu nâu trầm của dây da, tạo ra một trình thể đăng đối và hòa quyện. Và với dây da, người dùng hoàn toàn có thể thay thế với những chất liệu và màu sắc khác mang lại sự mới mẻ và cá tính riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể liệt kê ra những điểm cộng khác đến từ sản phẩm này, ví dụ như mặt kính sapphire chống sức hoàn hảo, độ chịu nước 5ATM, bộ máy sử dụng là Miyota 8215, một cỗ máy rất nổi tiếng và chất lượng với tần số dao động là 21.600 nhịp trên 1 giờ. Đồng hồ có khả năng chịu cót 40 giờ với tính năng hacking stop, tự động lên dây cót cũng như lên cót thủ công. Và đây là một sản phẩm tốt nằm trong mức giá hơn 5 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về cỗ máy thời gian này? Có thể để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.